Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Kim Huni. Trước mắt các bạn đây chính là con quadcopter Micro E012, một sản phẩm đến từ LG. Thì đây chính là cái phiên bản nâng cấp mới từ con E011 mà hôm trước mình đã review về cái độ nhỏ gọn cũng như là thêm một chức năng chế độ bay không đầu. Đó, thì khi các bạn mua sẽ được tặng hai cánh mini thay thế và một cục sạc thôi, đơn giản như thôi. Thì đây chính là cái tay điều khiển nó, thì cũng như những tay điều khiển khác thì chút xíu mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn mà mấy chức năng trên này nó rất là đơn giản thôi. Thì đây chính là siêu phẩm em nó E012 micro rất là nhỏ gọn, thì xung quanh nó có cái gì bảo vệ các bạn, cho các bạn bay ra đập thoải mái cũng không có hư. Thì pin của nó thì có 200 thôi, bay khoảng 3-4 phút. Thì giờ chức năng của con này có những chức năng như nhào lộn 360 hoặc là xoay 360, chế độ bay không đầu hoặc là tốc độ bay, có thể bay tốc độ luôn các bạn. Nó đặc biệt có chức năng khi mà các bạn không biết điều khiển, các bạn chỉ cần bấm một nút thì nó sẽ tự bay dài theo phương dọc và ngang với mình gần nhất cho dễ điều khiển thôi. Nó thì đây chính là siêu phẩm của nó. Rất là nhỏ gọn và rất là bền, thì con này mình thấy là rất là ok và đặc biệt bay ở mọi địa hình các bạn đó. Thì một lý cho các bạn, khi các bạn bay những con micro này thì không nên bay ngoài trời nha. Ngoài trời thì khi mà gió to thì nó sẽ tạt đi rất là nhanh, các bạn khó lái lắm đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn một số chức năng và bay vài vòng cho các bạn xem chơi nha. Ok, thì sau đây mình sẽ nói một số chức năng cho ta điều khiển rất là đơn giản cho các bạn ha. Thì đây chính là nút mở nguồn, nó mở qua nó mở, đẩy là nó tắt. À, bên trái chính là càng ga, đẩy càng cao bằng cao, đẩy kéo từ hạ từ, xoay sang trái xoay sang phải. Thì các bạn bên muốn bay nhanh tốc độ thì bên cái càng ga này các bạn chỉ cần bấm vô giữa cái nó nghe cái tết là chuyển sang tốc độ nhanh. Còn bên phải chúng ta chính là bay tới bay lui, tạt sang trái tạt sang phải, và nó có chức năng nhào lộn đây luôn. Khi các bạn bay độ cao nhất định muốn nhào lộn thì các bạn chỉ cần bấm vô nút chính giữa này, nó nghe cắt phải không, rồi sau đó kích hoạt nhào lộn đó. Các bạn muốn lộn hướng nào thì kéo hướng đó thôi, đơn giản thôi. Còn trên đây chính là chế độ bay không đầu. Khi các bạn muốn bay chế độ bay không đầu, các bạn chỉ cần bấm vô đây thì đèn chiếu bay sẽ chớp, sau đó là sẽ kích hoạt chế độ bay không đầu. Các bạn muốn không phân biệt đầu đuôi nữa, điều khiển nó dễ hơn. Còn đây chính là cái chế độ tự bay dài. Nó khi các bạn đặt chiếu bay theo hướng này, đầu nó bay theo hướng đi tới như này, thì khi các bạn mà không nhìn thấy đầu đuôi thì các bạn chỉ cần bấm nút này, chiếu bay nó sẽ bay dài theo hướng dọc và ngang với chúng ta, tùy theo chiếu bay nằm xéo nó sẽ hướng này. Đó, rất đơn giản như thôi. Ok, thì sau đây mình còn mấy cái nút này là mấy cái nút xịt chim chỉnh khi mà bay bị nghiêng thì các bạn thì cũng không cần thiết đâu. Ok, bây giờ bay nha.